sao cần phải có một hồ nuôi ốc mượn hồn đẹp? Có công nhận với mình đó là một chiếc hồ nuôi ốc đẹp sẽ giúp cho mình những thứ sau đây không? Thích chăm và ngắm ốc mỗi ngày, trang trí nhà và góc làm việc của bạn. Bản thân mình có trách nhiệm giữ gìn sự đẹp đẽ ấy. Mình cảm thấy gần gũi với mấy bé ốc hơn, mang lại cho mình sự bình yên nữa đó mấy bà. Cuối cùng là điều đặc biệt giúp cho những chú ốc sống khỏe mạnh và lâu dài. Bye bye.